chuyện Chú Gấu Béo. Vào ngày sinh nhật, lần đầu tiên gấu con được ăn bánh kem và kẹo sô-cô-la. Hương vị của chúng mới tuyệt vời làm sao. Gấu con không thể nào quên được hương vị đó. Gấu mẹ chuẩn bị rau xanh và trứng ướp la cho gấu con ăn. Nhưng nó nói, con không chịu đâu, con muốn ăn bánh kem và sô-cô-la cơ. Thế là gấu mẹ lại làm bánh nướng nhân lạc cho gấu con ăn. Nhưng nó vẫn nói, không đâu không đâu, con muốn ăn bánh kem và sô-cô-la. Thế là gấu mẹ đành làm bánh kem và sô-cô-la cho gấu con ăn. Gấu con thè cái lưỡi ra liếm bánh kem và nhai kẹo sô-cô-la rơm rớp. Ôi ngon quá ngon quá. Gấu con không thèm ăn rau và ăn trứng gà nữa, cũng không chịu ăn lạc và ăn cháo vừng nữa. Nó chỉ thích ăn bánh kem và kẹo sô-cô-la thôi. Thế là gấu con ngày càng béo. Nếu bé mà được ở chung nhà với nó thì chắc chắn sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng soát. Đừng lấy làm lạ nhé, vì đó chính là âm thanh khi quần áo của gấu con bị rách do cái bụng của nó to quá. Nếu bé ở chung nhà với gấu con thì chắc chắn cũng thường xuyên nghe thấy tiếng hò vô ta, vô ta nào. Trời ơi, hóa ra là gấu con béo tới mức mà người nó còn to hơn cả cánh cửa nữa. Các bạn thân mến, gấu con chỉ thích ăn kẹo sô-cô-la và bánh kem. Các bạn hãy nhìn xem, bạn ấy béo đến mức mà không thể nhích ra khỏi cái cửa được nữa rồi. Chắc các bạn cũng không muốn mình biến thành một chú gấu béo đâu nhỉ? Vậy thì chúng ta phải có thói quen ăn uống khoa học nhé, để cơ thể luôn khỏe mạnh và cao lớn. Thế các bạn có biết rằng ăn uống khoa học là như thế nào không? Thứ nhất là thời gian ăn không kéo dài quá 30 phút. Thứ hai là chúng ta không nên ăn hoặc uống những loại thực phẩm có chứa nhiều đường ngọt trước bữa ăn chính. Và cuối cùng, tuyệt đối không nên vừa ăn vừa chơi, hay vừa ăn vừa xem tivi, hay là vừa ăn vừa đi chơi ngoài đường. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, làm cho hệ tiêu hóa của chúng ta ngày càng xấu đi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bạn ăn giỏi, ngủ giỏi một cách khoa học nha, và trở thành những em bé khỏe. Em bé ngoan.